Mình sẽ bỏ tất cả những gì mà mình có nhà bếp mọi người. Em ít có ác lắm. Chứ chứ. Em ơi, có bạn fan kêu là tụi mình làm bánh sữa chua. Mấy cái món đó cũng ngon lắm á. Em không thích món đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh sẽ làm món bánh sữa chua kinh dị. Bánh sữa chua kinh dị là gì thì các bạn xem đến cuối video các bạn sẽ biết nha. Mình sẽ dùng món bánh sữa chua kinh dị này để cho những thành viên của team ướp. Còn bây giờ thì mình sẽ bé Mỡ sẽ ra làm bánh thôi. Các bạn biết không, hồi nãy bé Mỡ ví mình giống như là Milo, còn bé Mỡ là sandwich á. Đây, để mình cho các bạn xem. Nè, bây giờ nha. Cái này á là trắng trong như tôi không. Đây sẽ là ong chuối. Đó. Màu đen và màu trắng hòa quyện lại với nhau, tôi sẽ ăn chúng. Vậy thế là tôi ăn ông chúa. Hồi nãy hai đứa mình chụp chung một bức hình á, các bạn coi bức hình này nè, đúng dìm hàng luôn. Đó là lý do tại sao mà mình rất là ít mặc áo trắng là vậy. Nhưng mà ăn chúa dễ thương mà mọi người đúng không? Chúa rất là dễ thương. Tôi nhìn bức hình đó mà tôi tức luôn á mọi người. Ok, bây giờ không xàm nữa, bắt đầu công đoạn làm bánh sữa chua thôi các bạn ơi. Nguyên liệu ngày hôm nay gồm có 5 thành phần: bánh mì sandwich, sữa chua, phô mai con bò cười, sữa đặc và cuối cùng là Milo. Ok, bây giờ thì mình làm thôi. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng phô mai con bò đỏ. À các bạn ơi, tán mình chê ngu, mình bị đứt tay dạo này nấu nướng nhiều quá nên nó vậy đó bạn. Nên bây giờ hơi khó lột bóc. Không biết là mấy bạn có thích ăn phô mai không? Bình thường thì hồi nhỏ kiểu mà ba mẹ hay đút phô mai cho mình ăn lắm, nhưng mà ăn nhiều bị ngán á, nên hồi nhỏ mình béo ú lắm. Các bạn có thể xem bức hình này. Ok, thì bây giờ mình sẽ là người tán cái phô mai nha mọi người. Mình đứng ngoài mình thấy ông chú làm quá lâu, mình có cảm giác như là già cỗi lắm rồi. Già cỗi lắm rồi. Má ơi, cho một muỗng sữa đặc, cho một hũ sữa chua. Sau đó mình sẽ trộn cái hỗn hợp này vào. Mình không hiểu tại sao bé Mỡ không quay mặt mình, quay cái tô không à. Hả? Tại sao? Tại cái tô nó đẹp hơn. Không hiểu luôn, bây giờ chẳng lẽ so sánh cái mặt tôi với cái tô này, cái nào đẹp hơn? Đương nhiên cái tô là cái tô trắng hơn. Các bạn ơi, thì phần kem sữa chua mình đã đánh xong rồi. Và các bạn thấy miệng như thế này nè. Đó. Các bạn sẽ sệt sệt ra như thế này nè. Mình sẽ chia đều hai tô để làm hai nguyên liệu. Còn bây giờ mình sẽ làm cái phần Milo. Trời ơi, bỏ vô miệng ăn thử, hơi bị ngon. Tôi làm mà. Hai đứa mình làm chung. À, cái mùi Milo nó thơm giống như cái mùi Milo vậy. Cái món này là món biến tấu của anh chuối, tôi không biết là có thành công hay không à. Mình nghĩ chắc chắn là sẽ thành công các bạn à. Các bạn hãy tin mình. Mình làm chưa bao giờ mà thất bại cả. Tại vì đây là lần đầu tiên. Thất bại là mẹ thành công. Nhưng miễn các bạn đừng để cho quá nhiều mẹ là được. Bây giờ mình sẽ tới công đoạn tiếp theo. Bỏ hết phần kem vào trong đây. Nhưng mà ở nhà tôi á, có mỗi cái một ly này là ly lớn rồi, nên sẽ làm một ly lớn với lại một ly nhỏ. Mình đổ nhẹ nhàng cho nó gọn gàng nha mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ bỏ trong tủ lạnh tầng trên tầm 10-15 phút. Trong lúc này tụi mình sẽ làm tiếp công đoạn tiếp theo, đó chính là làm phần vỏ bánh. Cái này rất là đơn giản, các bạn chỉ cần cầm một cái sandwich lên và cắt hết 4 phần viền. Và sau đó thì mình sẽ dùng một cái cán này nè để cán miếng sandwich ra mỏng giống như bóp tiền của mình vậy. Cây này thì có hai nhiệm vụ, một là để cán bánh, hai là các bạn nào đó buồn buồn thì có thể cầm cái này. Cắt cái gì vậy trời, tôi nhìn vô tôi tức luôn á. Cái này á là cái cùi bánh nó bị méo á. Thì làm lớp áo cho bánh các bạn chỉ cần sử dụng một cái nĩa như thế này nè. Và sữa đặc nữa. Mình sẽ bôi cái sữa đặc lên ba góc như thế này nè. Để khi mà mình ấn lại cho nó dính lại á. Mình sẽ chùi một cái lỗ thế này để mình bóp kem vào. Tại vì mình nhấn ở bị xấu quá nên mình phải nhấn hai mặt. Cho tôi thấy nhiều người á nhấn con mặt rồi. Ôi nhấn mặt mà ra hai mặt
Cái đó người ta chế lúc quay thì người ta nói nhấn một mặt, xong rồi lúc người ta bỏ camera xuống người ta nhấn hai mặt. Bình thường. Tôi quá dễ bị lừa. Sau khi mà tôi hì hục một tiếng trời, ông chúa không làm gì cả mọi người. Bậy. Đúng rồi, tôi nắng muốn lòi cái xương khớp háng của tôi luôn. Bây giờ tụi mình đã có được những cái áo nó đẹp như thế này rồi nè. Và bây giờ mình sẽ vô tủ lạnh lấy hai cái phần kem mà nãy giờ tụi mình bỏ và sẽ làm nhân bên trong nha. Trước khi mà mình bóp kem vô, mọi người nhớ cắt cái đuôi rồi nha. Không cắt cái đuôi. Không có cắt cái đuôi lấy gì bóp kem. Nè chạy hết rồi. Ông mình làm bê bối quá. Chết bạn ơi. Accident. Mà mình để tạm qua bên nha, khúc này mình cắt nhẹ nhẹ nha. Các bạn ơi, thì đây là những cái bánh mà tụi mình đã làm xong rồi. Thì bánh này là nhân sữa chua và nhân sữa chua Milo. Còn bây giờ thì mình sẽ làm một số cái bánh khác có nhân mù tạt và tương ớt. Thì bé Mỡ đang xịt vào nè các bạn. Chiều nay thì mình sẽ đem những cái bánh cho này nè, mình qua cho những thành viên của team ướp ăn thử coi reaction của nó như thế nào. Mình sẽ bỏ tất cả những gì mà mình có nè bé mọi người. Em ít có ác lắm. Đây là cái hộp bánh mà chiều nay mình sẽ mang qua cho những thành viên của team ướp. Thì trong hộp bánh này các bạn có thể thấy là nó sẽ có những cái bánh kinh dị. Còn bây giờ thì mình sẽ ăn thử mấy cái bánh này nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ cho bé Mở review trước bên trong nha. Xịt đây nè. Khi các bạn xé thì nó sẽ chảy cái phần sữa chua. Xuất sắc. Đồ ăn mình làm chẳng lẽ nó dở đúng không? Dĩ nhiên là phải đưa số 1 đúng không? Thầy, bóc cái ăn thử em. Cái này là cái gì ạ? Xâm quất sữa chua. Số sô la anh đây nữa. Milo. Ngon phết á. Em coi ở trong à, bóp một cái nó lòi lên phần Milo. Hấp dẫn à. 6 giờ rưỡi tối và hiện tại là mình đang có mặt tại Gaming House. Và bây giờ thì mình sẽ đem đồ ăn của mình qua cho tụi nó. Hello chị, trời có chị luôn hả? Khỏe quá em đi. Oh, hello sir. Let me show you. Ê, cái gì hả ba? Let me show you. Muối hảo hảo. Chị, miếng chị, anh chị, em mời hai mỗi người, hai người mỗi người miếng. Được ba. Được. Thế làm miếng nghe thấy sợ quá. Hôm nay chị qua đây. Chị bên trước có quà cho mấy đứa. Ồ, có quà hả chị? Nghe nói giờ này nấu ăn đồ dữ lắm đúng không? Đúng rồi. Lấy cái gì vậy? Cái gì ba ba? Cái đè. Nó là... Khoan từ từ. Bánh sữa chua pha mai. Ê, từ, review nhẹ nó chảy. Nghe không, tại để... Để trong tủ lạnh lâu không? Để lâu. Em biết không, cái phần nhân á, anh muốn cho mấy đứa ăn nhiều nên anh bóp hơi nhiều á nên nó hơi chảy. Anh bóp hơi nhiều đúng không? Anh chuối bóp hơi nhiều nè mọi người. Nhiều. Anh chuối mọi người vô đi. Mọi người bóp một cái ăn đi. Ai bóp cái nào ăn cái đó nha. Thôi mọi người bóp một cái ăn chuối nhau đi. Ý là ai bóp cái nào ăn cái đó mất công để nó chảy. Ăn xong rồi cho anh review nha. Sữa đặc đúng không? Không, có hai loại, một loại là Milo. Sữa chua Milo, một loại là sữa chua thường. Được không mới đặc, được không mới đặc. Được. Nhưng mà ổng lừa tao rồi. Mụn tạt. Ngon quá. Cái gì vậy? Nước tương, nước margarita bằng nước anh. Mấy đứa không tin anh đúng không? Anh lấy một cái ăn thử cho mấy đứa coi. Lấy cái quen rồi, lấy cái quen rồi. Anh lấy cái quen rồi. Anh lên cho em, anh lên. Từ từ nha, của tao màu đỏ là tao cá là tương ớt. Béo là đen, nó là nước tương. Con bụng là màu vàng vàng. Mắt màu đỏ. Mụn tạt. Đó là mụn tạt. Còn cái con bảo màu nâu anh bỏ gì vậy? Milo. Đây không tin anh ăn miếng con bảo cho mấy đứa coi. Cái này là Milo chắc rồi nè, tao chắc cái này là Milo. Tao mới ăn một cái tương ớt xong giờ cái này sao bằng cát hả? Bà bỏ cái gì? Bà bỏ cái gì? Bỏ cái gì là mà? Má, còn ba cái á, chẳng lẽ giờ em xui. Ở trọng chỉ có 4 cái cho nè. Anh bỏ tới 9 cái lần. Thử đi. Mỏng là không có nhân mà. Ủa màu đen quá rồi. Ê, màu đen là nhân gì em? Muối tiêu. Nhìn nè. Đó, cho con thử mới thôi.